Bạn có từng ao ước sở hữu một vòng 1 nóng bỏng như những thiên thần của Victoria's Secret? Nhưng nếu số đo vòng 1 đó gấp lên khoảng 10 lần thì sao nhỉ? Bộ ngực tự nhiên khổng lồ nhất thế giới, Annie Hawkins Turner, được biết đến với nghệ danh Norma Stick, là một doanh nhân trang web và là người mẫu đặc biệt. Nghệ danh của cô là một cách chơi chữ với ý nghĩa bộ ngực khổng lồ. Cô giữ kỷ lục Guinness về bộ ngực tự nhiên lớn nhất thế giới. Bạn có hình dung ra bộ ngực của Annie khủng đến mức nào không? Bằng quả dừa hay bằng quả dưa hấu? Thật khó tin, nhưng bộ ngực của Annie được ước lượng nặng tới 85 pounds, tương đương với khoảng 37 kg. Mỗi bên ngực của cô còn nặng hơn cả cân nặng trung bình của một em bé 4 tuổi. Annie cho biết cô đã phải mặc áo ngực từ năm lớp 3. Cô không thể thực hiện các động tác thể dục hay đi đứng như các bạn gái khác, và đó là lúc cô biết cơ thể của mình khác thường. Và từ đó, bộ ngực của cô cứ thế phát triển, và cứ như thế nó không ngừng lớn lên vậy. Annie có hai người con, trong đó có một người con gái, nhưng cô ấy không thừa nhận gen được khủng từ mẹ của mình. Với bộ ngực đồ sộ như vậy, Annie phải rất cẩn thận khi làm việc nhà hay là đi lại thường ngày. Bởi nếu chẳng may cô bị ngã, cô sẽ gặp nguy hiểm và làm đau bản thân mình. Kích thước áo ngực trung bình của phụ nữ Mỹ là size 34C, trong khi đó Annie phải dùng tới size 102ZZZ. Thật không may, công ty sản xuất cỡ áo ngực siêu khổng lồ đó đã đóng cửa, và đó thực sự là cơn ác mộng cho Annie mỗi lần phải đi tìm mua áo ngực, bởi hầu hết các cửa hàng đều từ chối phục vụ cô bởi lý do duy nhất là họ không thể tìm được chiếc áo nào vừa vặn với cô cả. Người thân của Annie đã khuyên cô tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để có thể thu nhỏ kích thước bộ ngực lại. Tuy nhiên, Annie cho rằng cơ thể cô không có gì sai cả và cô sẽ không bao giờ cho phép dao kéo động đến người mình. Mỗi khi Annie ra đường, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, chính xác hơn là vào bộ ngực của cô. Nhờ siêu phẩm trời ban, Annie trở nên nổi tiếng, xuất hiện trên các show truyền hình, và đặc biệt, cô biến bộ ngực đặc biệt của mình thành chiếc máy kiếm tiền. Annie mở một website riêng, và như Annie chia sẻ, mỗi ngày có tới 2 triệu lượt người truy cập vào trang web này. Cô cũng tham gia đóng phim người lớn và làm một người mẫu chụp hình cho các tạp chí. Các con của Annie không thực sự ủng hộ cô tham gia những hoạt động này. Cô vẫn cần phải kiếm tiền, và cô tự tin thể hiện mình trước ống kính không khác gì một người mẫu chuyên nghiệp nào. Đặc biệt, cũng giống như bà phụ nữ khác, Annie cũng hẹn hò, yêu đương, và con gái chính là người giúp Annie lựa chọn trang phục để cô có thêm sự quyến rũ. Bạn trai của Annie là một doanh nhân, và họ cũng có giây phút hẹn hò tình tứ như bao cặp đôi khác. Khi đến Annie, anh cũng hơi choáng vì bộ ngực khủng của cô, nhưng sau tất cả, anh yêu cô vì cô vẫn là một người phụ nữ với đầy cùng một cảm xúc, tình cảm như bao người đàn bà khác. Bạn ấn tượng về người phụ nữ có bộ ngực khủng nhất thế giới này chứ? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé.